Malisa xin chào. Xin chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của nhà Malisa. Và hiện tại đã là 12 giờ rưỡi trưa rồi, nhưng mà tất cả quý khách hàng cùng xem nhé. Hiện tại lượng khách hàng ở nhà Malisa vẫn đang rất là đông. Và giữa trưa như thế này không biết là quý khách hàng đang làm những dịch vụ gì đây, thì các quý khách hàng cùng theo chân em để chúng ta tham khảo một số cái dịch vụ mà quý khách hàng đang làm tại nhà Malisa luôn nha. Rồi, mời tất cả khách hàng chúng ta cùng vào phòng dịch vụ của thẩm mỹ viện Malisa để chúng ta xem coi là khách hàng đang làm những dịch vụ gì nha. Và chúng ta sẽ tương tác với một số khách hàng nha. Rồi, khách hàng đang làm gì đó em ơi? À, sửa lại chân mày à? Rồi, cứ vẽ tiếp tục cho khách đi nhá. Em ơi, khách đang làm gì đây? Em đang vẽ chân mày cho khách hả? Em chào chị. Chị sửa lại chân mày hả? Hôm nay tới sửa lại chân mày à chị? Chân mày chị làm ở Quảng Bình. Nhưng mà ở Quảng Bình thì điêu khắc nên chị không ưng ý. Nên hôm nay chị ra chị sửa lại cái chân mày. Tức là chị điêu khắc rồi xong rồi không ưng ý. Hôm nay chị ra đây để chị sửa lại chân mày hả? Vâng. Để cho em coi nào. À rồi, tất cả khách hàng nha. Bắt cóc một chị khách hàng này là chuyên viên đang thiết kế cho chị, thì chân mày là chị có chia sẻ là trước chị điêu khắc ở trong Quảng Bình nhà chị. Chuyên viên vẽ mới xong một bên mà, em vẽ xong một bên mà đúng không? Dạ sư. Rồi một bên để em coi nào. À, bên này là các bạn chuyên viên vừa vẽ xong đúng không chị? Bên này là vừa vẽ xong, bên này thì điêu khắc ở Quảng Bình. Điêu khắc ở Quảng Bình em xem nào. Thực tế là rồi, cho em mượn chị tí luôn nhá. Để so sánh để cái sự khác biệt. Quý hàng thấy không? Một bên phải á của khách hàng, bên phải tay của khách hàng là chân mày khách hàng điêu khắc ở Quảng Bình, hôm nay ra Malisa để sửa lại. Còn một bên này là nhân viên mày nhà Malisa đang dùng kem che và để che lại, để thiết kế lại cái dáng ở cái phần đầu của khách hàng, thấy không, nó vẫn còn cái sợi sợi này. Bên này là cái dáng của nhân viên của Malisa đã vừa thiết kế xong này, đang thiết kế cũng gần xong khoảng 90% rồi. Còn bên này là cái cặp chân mày mà chị khách hàng này đã điêu khắc và hôm nay tới sửa lại. Thì cái bên mà chân mày điêu khắc là quý hàng có thấy là nó bị sắc sọc đường cưa không ạ? Đang cưa không? Đường xương cá không? Cho em hỏi tí này, sao ngày xưa mình không phun cho tự nhiên mà lại đi điêu khắc? Bạn bè tư vấn hay như nào chị? Cái bạn điêu khắc, các bạn tư vấn nói chị phong thủy của chị hợp điêu khắc nó xinh hơn. Phong thủy hợp điêu khắc à? Lúc đó chị đợt đó chị cũng đi diễn nhiều văn nghệ văn đôi nhiều á. Vâng. Và chị cũng nói thôi thì bạn làm đỡ phải vẽ á. Vì chị hồi trước năm 2018 là chị đã làm chân mày lần đầu tiên ở đây. Tức là năm 2018 là làm ở Malisa rồi hả? Chị làm Malisa rồi. Vâng. Chị rất là ưng ý. Vâng. Cặp chân mày nó xinh lắm nhưng mà qua 4-5 năm thì nó cũng nhạt đi đúng không? Vâng. Ở đây mình làm tự nhiên á. Dạ. Nên nó nhạt thì chị... cũng bạn bè giới thiệu và chị cũng làm ở Quảng Bình chứ chị cũng ưng ý, mà chị vừa mới làm cũng được chắc 6-7 tháng thôi. Vâng. Và chị nói ra ở đây để sửa lại. Tức là cách đây 2004-5 năm gì đấy, 2019 nhỉ, 2019-18 gì hả chị? 2018 rồi. Tức là chị làm ở Malisa, sau đó 3-4 năm sau nó nhạt đi. Thì vì xa quá đúng không? Quảng Bình ra đây khoảng mình ra đây phải 3-4 tiếng ấy nhỉ? Sáng 3-4... thì phải đi từ 4:30 sáng ở Quảng Bình mới ra, để ra đấy là phải 10 giờ. 4 giờ sáng là đi ra đây rồi hả? 4 giờ sáng thì dậy là ra là 4:30 là xe chạy á. Vâng, là nó hơi vất vả cho nên là chị làm ở Quảng Bình, nhưng mà giờ làm ở Quảng Bình thử một lần trong đời cho biết. Giờ chị ra đây để chị sửa lại chân mày, với chị cũng là làm mài ở Malisa thì chị sao mà có mình ạ. Tức là chị làm lần điêu khắc chị khiếp rồi đúng không? Nhưng mà khi điêu khắc là họ tư vấn là 5D, 7D hay là phong thủy đó, đúng không? Ừ. Nhưng mà khi nghe cái chữ phong thủy là chị cũng nghe suối. Vâng, thì đó, thực ra em nói chị là cái vấn đề nói về chân mày phong thủy ấy, là người ta nói về cái vấn đề đánh vào yếu tố tâm linh. Nhưng mà thực tế là mình kinh doanh không thể dựa vào yếu tố tâm linh được thật. Em nói chân tình chị, dựa vào yếu tố tâm linh nhưng mà mình không thần thánh hóa nó. Tức là mình không thể nào là dựa vào yếu tố tâm linh để mình đánh vào cái lòng tin của con người được. Đúng gì? Vì nếu mà cặp chân mày phong thủy là phải một cặp chân mày nó phù hợp với khuôn mặt. Và chị làm về là
bạn bè phải khen, chồng con phải khen, nó nhẹ nhàng tự nhiên thì nó mới mang lại cái phúc khí tốt cho chị được. Chứ bây giờ làm một cặp chân mày như bao công về là sao ạ? À, chồng thì buồn, bạn bè nhìn vô thì chê, thì cái đó làm sao có thể mang lại cái năng lượng tốt cho mình được? Mà không có năng lượng tốt thì làm sao gọi là cái chân mày phong thủy tốt được? Cho nên là trên mạng hay nói là nào là chân mày phong thủy rồi chân mày điêu khắc 3D 7D, nhưng mà thực tế đó chắc qua là đánh vào cái lòng tin của con người thôi, đánh vào cái yếu tố tâm linh lòng tin của con người thôi. Nhưng em nói chân tình chị này, hôm nay chị tới Mai Sa, ngày xưa là chị làm ở Mai Sa rồi, chị là một trong những hàng làm Mai Sa, chị vừa nói là 2018-19 là Mai Sa đẹp đúng không? À, nhưng mà vì xa quá cho nên là thôi, sau đó bạn bè nhạt đi, bạn bè rủ là làm ở đâu làm đó, nhưng mà như thế cũng là ít nhiều cũng biết được cái giá trị khi làm nhân mày của Mai Sa đúng không? Em đưa cái gương đi, em đưa cái gương cho chị xem này, em đợi điện thoại giùm anh, đợi điện thoại giùm anh này, lấy điện thoại kia đây, đó, rồi chị nhìn gương đi, cho chị nhìn gương giúp em nhá. Đó, cái này là bên này là bạn, bên này nhá, bên này bạn vẽ chị rồi, còn cái bên này á là chân mày, đang là chân mày điêu khắc của chị thì chưa có chỉnh lại đó, thì mới là đó. Chị thấy cái sự khác biệt không? Chị thấy cái sự khác biệt đó, chị vẽ như thế chị có thấy nhẹ nhàng tự nhiên không? Chị có thấy hài lòng với cái chân mày đó không? Đúng rồi, đấy chị nhìn nha, cái đường điêu khắc người ta phải chặt cái đường xương cá, nhìn nó nói chung là nhìn nó không tự nhiên. Cái nước Quảng Bình nó có đỏ rồi em. Nói chung thực tế thì em nói chân tình chị là nếu mà điêu khắc ấy, khi mà dứt kim thì nhìn cái màu mực nó ướt thì nhìn nó hơi với màu lông thật, nhưng mà 3-4 ngày sau nha, khi mực nó bết và nó quyện lại, thậm chí khi mà rạch sâu ấy, theo cái đường hình xương cá sau này nó trổ xanh trổ đỏ ghê lắm, mà khi mà điêu khắc rồi xóa không được đâu, xóa cực kỳ khó, xóa rất là vất vả. Ồ, nó phải có công nghệ hiện đại kìa. Còn mấy cái máy mà máy chắc nhỏ nhỏ hay là đốt điện hay các thứ, hay là ở ngoài thị trường nhiều khi là đưa cả cái mực màu da để che vô nó thì vất vả. Đó thì chị hoàn toàn yên tâm nha. Thứ nhất là hôm nay dù trước đây chị làm Mai Sa rồi, nhưng do bận bìu quá 2-3 năm sau nó nhạt đi, chị không có thời gian thì quay lại chị làm lại được. Nhưng mà làm nó kia thì hôm nay chị quay lại chị sửa, thì Mai Sa vẫn sửa lại cặp cái mày đẹp cho chị yên tâm nhá. Ngoài vấn đề làm sửa chân mày thì chị có làm gì vui gì Mai Sa nữa không? À, mới dòng cái môi em xem nào. Thao vào trang sao đâu, không có gì đâu mà ngại. Em coi nè. À, tức là chị vừa dập là môi hả? Thế chị làm môi vừa rồi, làm môi được bao lâu rồi? Chị làm môi hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng rồi. Vâng, thế vừa rồi làm môi em hỏi chân tình làm môi xong về có bạn bè khen chê gì không? Chị cứ chia sẻ chân tình một tí, em online tiếp được tiếp đó. Môi chị làm xong rồi, sau khi bóng này chị rất là hài lòng, rất ưng ý lắm. Màu môi tươi mà nó màu đỏ cam rất là xinh. Chị không cần phải thoa son nữa, nhưng mà vâng, hôm nay thì chị luôn tiền chị đi làm chân mày, sửa chân mày thì làm thêm một tí cho nó tô và tóng lên một tóng rồi cho nó đỡ phải dùng son nữa. À, tức là cách đây 2 tháng chị làm môi rồi thì nó cũng đẹp rồi, nhưng hôm nay là chị hay make up thì hôm nay muốn giảm lại tí cho thành thay son luôn đúng không? Nhưng mà tất cả khách hàng thấy không, chị gái này hôm nay tới sửa mày này, cách đây 2 tháng á là có làm môi, và môi của chị thì hôm nay gọi là theo như chị nói là đẹp, bạn bè khen phải không ạ? Nhưng mà chị muốn nó thay son, hôm nay chị dặm nhẹ lên tí, nhưng mà quý khách hàng theo dặm lại nhá, vừa mới làm xong vừa dứt kim này mà không khác gì thoa son. À, không khác gì thoa son đấy, không đó, không gì khác gì thoa son, không hề sưng gì cả. Thường khách hàng hay sợ đau, em hỏi này, nãy giờ dặm môi thì thấy sao? Vâng đấy, các khách hàng thấy nha, cho nên người ta nói là gì, phun môi xong, bây giờ công nghệ của 2023 á, là phun môi xong á là đi ăn đám cưới, cái chuyện bình thường là có thật nha tất cả khách hàng nha. Đối với Mai Sa bây giờ làm môi xong là không sưng không đau, và làm môi xong là đi ăn đám cưới được luôn đấy. Như chị khách hàng này, môi vừa dặm lại xong, hôm nay tới bảo hành gọi là làm động lên để thay son thôi vì xem cái đặc điểm. Còn thực tế mà nếu mà chị ít make up thì cái màu như thế là quá là tự nhiên rồi đó. Thế ngoài vấn đề làm môi thì em thấy có một cái nữa mà em nãy giờ hơi nghi ngờ nhưng mà không dám hỏi. Cái da của chị nó mướt mát quá. Chị ngày xưa có làm da Mai Sa lần nào chưa ta? Có, chị làm da Mai Sa năm 2019 đến giờ, chị chưa làm lại. Năm 2019? Là 2019 bây giờ là mấy nhờ? Mấy năm rồi? 4 năm rồi. Tức là làm da từ năm 2019, 4 năm bây giờ. À, em xem cái làn da cái nào. Wow, da bây giờ căng bóng mịn, không một người là... Nói đúng là không một tỷ vết luôn. À, em xin phép em quay cận cảnh hai bên tí xíu nha.
Tức là chị làm năm 2010 à? Bây giờ chị có dùng một tí kem chống nắng thôi, chị cũng mất ấp thế này. Đang đánh một tí kem chống nắng lên. Vâng. Cái đợt đó là chị làm 2019. Chị còn cái hình da ngày xưa không? Chị hình da ngày xưa của mình nó như thế nào chị? Nó bị nám hay bị điện thoại nó vẫn còn lưu hình trong điện thoại đúng không? Vâng, được, làm phiền chị tí thì chia sẻ cho tất cả khách hàng một tí xíu đúng không? Ví dụ sao mình cũng làm môi ở Mai Sa đẹp này, rồi làm da Mai Sa đẹp, hôm nay thì quay lại sửa mày, nhưng mà cũng nói cho tất cả. Đâu đâu chị em con ạ? Da ngày xưa của chị đấy. Nám ngày xưa năm đinh nhỉ, tàn nhan, da lão hóa, da sạm này. Nhưng mà ngày xưa mà trước khi mà chưa tới Mai Sa, cái da này chị đã từng điều trị nhiều nơi chưa? Đã từng xài sản phẩm chưa? Chưa, chị cũng da xài nhiều sản phẩm. Vâng. Vì chị dạy thể dục thể thao đó. Dạ, nó sạm đúng không? Hay đứng ngoài trời đúng không? Nó sạm đúng không? Này em quay cận cảnh cái da của ngày xưa của chị. Đây là da của chị lội chị tên gì vậy? Chị Hoa này, da của chị Hoa. Năm 2019, 18 gì đó trước khi tới Mai Sa. Rất may là chị còn lưu lại cái hình nó đầu của chị ngày xưa ra để hôm nay có thể so sánh cho khách hàng, so sánh được cái sự khác biệt. Quý hàng thấy không, nám của chị Hoa rất là nhiều, hai bên gò má. Vâng, nhưng mà rồi bây giờ chị mở lại cái hình này bây giờ nhá. Bây giờ quý hàng em cầm cái điện thoại để cho các quý hàng so sánh. Và đây là chị Hoa của 2023. Thực ra bây giờ là 2023 thì tuổi tác thì em nghĩ là nó con số thôi, không biết là bao nhiêu chị bao nhiêu tuổi nhưng em nghĩ là con số. Nhưng mà nếu mà nói chân tình là hoa ngược chị thấy em đúng không? Nhưng mà em nói nhỏ tí nha, nó năm nay bao nhiêu tuổi chị? Hơn 40 rồi đấy quý khách hàng, thấy không, lào hoa ngược là có thật. Qua 4.0 rồi nhưng mà lào hoa ngược là có thật đấy nha quý khách hàng nha. Da ngày xưa này với da hiện tại của chị Hoa này đó, sau khi làm môi và làm da tại Mai Sa, da là chị này làm năm 2019-18 gì đó chị Hoa Hề. Thì tới bây giờ là nó cũng là 5 năm rồi. Nhưng mà 5 năm nay là chị vẫn vẫn xài sản phẩm của Mai Sa đúng không? Có, chị vẫn xài sản phẩm Mai Sa. Thỉnh thoảng thì khi nào mà cắn được 5 phút vàng thì chị mua, chị dùng. Tức là nếu mà trong ngày xưa là mình bắn 800 ngàn một lần, công nghệ cao này. Để loại bỏ nám các thứ, xong đó là có bồn ở ba, nhưng mà sau khi da đẹp rồi thì gọi là kết nối Zalo với tất cả khách hàng, là có chương trình khuyến mại gì là bộ phận cho khách hàng họ gửi qua đó mà đúng không? Thì chị hầu như khi đi sản phẩm kem dưỡng sâu bên trong là chị dùng mãi. Tức là cứ kem dưỡng sâu bên trong là cứ canh khi nào mà có 5 phút vàng đúng không? Có canh 5 phút vàng là chị mua phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Chị mê cái sản phẩm là kem nhiều hơn không? Vừa dưỡng ấm á, vì giá chị vốn dĩ hân khô, chị chơi thể thao. Vâng. Hân khô là chị dùng, vậy là kem chống nắng thì chị chỉ dùng mỗi được cái kem chống nắng của Mai Sa thôi. Nhưng mà qua 2 tiếng dùng được kem chống nắng. Tức là đã xài kem chống nắng của Mai Sa rồi, không xài phẩm khác. Cũng như là bảo bụi, nhưng mà chị mang theo bụi đó. Chị còn mang kem chống nắng ở đó không? Đâu cái túi của chị đâu em, đưa cái túi của chị để này coi nào, có đúng là chị mang kem chống nắng đi đó để đánh liên tục không nào? Sản phẩm chống nắng này vừa rồi xài hình như mấy tháng vừa rồi, nó có đợt hai về bảo bối đi là chị là khi nào có trong túi. Hai bảo bối này có trong túi em xem nào. Kem phân nước đúng không? Phân nước thần thánh một hộp hai loại với lại cái kem chống nắng đúng không chị? Cái chống nắng này chị xài ngày mấy lần? Chống nắng này là những chị ví dụ buổi sáng là chị thoa kem chống nắng thì chị cứ cắn 3-4 tiếng thì chị thoa lại một lần thôi. Nhắc lại, nhưng mà thực tế thì một ngày chị xài 2 lần là ok. Chẳng qua là chị là cái ngành nghề của chị là chị chia sẻ là chị dạy thể dục nha, dạy ở ngoài trời thì có thể là mình khoảng 2-3 tiếng, 3-4 tiếng mình nhắc lại là đúng, là vì mình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp mà. Nhưng cái kem chống nắng đấy nó cũng lợi lắm, ví dụ chị chỉ lấy ra một tí bằng hạt đầu là chị vỗ nhẹ lên mắt là nó cũng nó bật tông lên đúng không chị? Đúng, cái da của chị Hoa bây giờ chị chỉ cần đánh một tí xíu chống nắng thôi là em thấy nó mướt rồi. Chứ ngày xưa nếu mà chưa làm da là nó còn nếp nhăn các thứ mà nám nó lốm đa lốm đốm á, mình nhiều khi đánh phấn che dày lên che không nổi, là vì sao nó cồm lên mà nó lốm đa lốm đốm, nó không mướt. Chứ bây giờ cái da của chị là căng bóng mịn rồi, đánh tí kem chống nắng hoặc là cái tí phân nước là nó mướt rồi. Nhưng mà em cũng nói thật nha, chị làm 2019-2018 gì đó thì đến nay cũng 4-5 năm rồi, thì cố gắng làm sao một năm chị nên ghé cái gần nhất của Mai Sa, chị làm cái công nghệ fix cell CO2 á, tức là có thể là nám mình vẫn chưa hình thành, nám không có nám mới, nhưng mà mình nên dùng công nghệ fix cell CO2 một lần để chi, để nó tăng sinh tái tạo collagen của mình. Đó là cái công nghệ mà căng da không phẫu thuật
tiên tiến hiện đại nhất hiện nay mà Mai Sa đang có. Ngày xưa em nói nhỏ nha, ngày xưa cái công nghệ nó mới về mười mấy triệu một lần làm đó chị. Cái công nghệ bắn cái mạng lưới mà ô ô chấm 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 đó chị. Đó là công nghệ Fisher CO2 đó. Nhưng mà bây giờ là sao? Tổng đốc Mai Sa đang giảm xuống còn 800.000. Mục đích là mong muốn là gì? Tạo cơ hội cho tất cả khách hàng đều có điều kiện làm đẹp hàng hiệu với giá bình dân, máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại. Vâng. Rồi, làm phiền chị tí xíu nữa nha. Đó là quay lại cái chân mày của chị. À, trước đây là chị Hoa có làm ở Mai Sa, sau đó là không có thời gian, thế là vì Quảng Bình ra đây cũng phải 300 cây số nhỉ. Đó, xa xôi lắm, chị có chia sẻ đi từ 3-4 giờ sáng. À, do đó là chị có điêu khắc lại ở đâu đó. Thì bây giờ điêu khắc xong thì quý khách hàng thấy chưa? À, một bên cái dáng này là dáng Mai Sa thiết kế để tí xíu hút màu ra. Cái màu nó hơi đầm tí xíu là cái nền mực cũ của khách hàng. À, tí xíu sẽ chạy tê chạy khung xong để hút màu ra. Còn bên này là cái chân mày điêu khắc, điêu khắc sâu của chị này. Đó, để thấy được cái sự khác biệt. Rồi em ơi, em về tiếp cho chị Hoa đi nhá, để còn làm cho chị về Quảng Bình về giới thiệu khách cho Mai Sa chị Hoa nhé. Vâng, cảm ơn chị. Đó, tất cả khách hàng thấy chưa? Đây là gần 1 giờ rồi và cái lượng khách full phòng tại một cái phòng dịch vụ tại thẩm mỹ viện Mai Sa. Nãy giờ là em đang tương tác với tất cả một số khách hàng đang thiết kế chân mày. Với cặp chân mày như chị Hoa sửa lại, đó là giá gốc của nó là 3.4 triệu, hiện tại đang còn giảm giá là 1.700.000 đối với chân mày làm qua cấp độ nặng. Còn chân mày mới chưa làm qua bao giờ thì cái giá của nó là 1.800.000, giảm còn 900.000 đồng. Dạ, và quý khách hàng cùng nhìn giúp em nhé, đây hiện tại là gần hơn 12 giờ rưỡi trưa rồi và full phòng dịch vụ tại nhà Mai Lisa luôn. Thì đối với những khách hàng đang làm mày làm môi tại nhà Mai Lisa thì rất là đông, và khi mà các khách hàng tới thì bên em đầu tiên là sẽ tư vấn cho tất cả các quý khách hàng hiểu sâu hiểu rõ trước, sau đó là mình sẽ lên rồi, và sẽ được tất cả khách hàng thấy cái anh áo đen không? Đó, nhân viên làm là phải có cái anh áo đen đó kiểm duyệt xong ha. Anh em kiểm duyệt xong rồi là mới cho khách hàng chụp hình tới chụp hình lui, bắt đầu mới cho khách hàng ra về. Ví dụ như chị gái này này, chị Hoa này này, nhân viên này thiết kế này, cái anh áo trắng này thiết kế xong. Thiết kế xong là cái anh áo đen đó, cái anh áo đen đang đứng kiểm tra anh kia kìa, anh đã phải kiểm tra lại lần nữa. Anh ấy kiểm tra xong rồi bắt đầu phải chụp kiểm duyệt, bộ phận kiểm duyệt tổng đốc Sài Gòn. Họ duyệt xong, nói chung là để làm một cặp chân mày xong ở Mai Sa hay một cái môi, cái da xong của Mai Sa nó trải qua 5 đến 6 bước kiểm duyệt rất là nghiêm ngặt. Thì tại sao Mai Sa làm cái điều đó? Đơn giản thôi, đó là vì tổng đốc Mai Sa mong muốn tất cả khách hàng khi tới Mai Sa đều được đẹp. Do đó là gì ạ? Chuyên viên thiết kế xong phải có giám sát kiểm tra xong rồi, giám đốc kiểm tra xong rồi phải chụp gửi tới gửi lui một cái bộ phần kiểm duyệt ở trong Sài Gòn. Khi nào một phần kiểm duyệt đó họ ok thì khi đó mới cho khách hàng ra về. Đó. Chứ bây giờ là sao ạ? Chân mày chỉ có một chân mày thôi, bờ môi có một bờ môi, làn da có một làn da thôi. Thịnh hay nói vui một số khách hàng á, nhiều khi á sao ạ? Cái chân mày á, cái quần cái áo 500, 1 triệu, 2 triệu cũng đẹp thôi, cắt té tủ. Cho riêng cái chân mày mà không đẹp á, là không thể giấu đâu được. Nó nằm trên nhìn trên khuôn mặt, không thể giấu đâu được. Đó, cho nên khách hàng phải là những người tiêu dùng thông thái. Bây giờ là nhà nhà mở tiệm, người người mở tiệm, học 2 ngày cũng mở tiệm, học 3 ngày cũng mở tiệm, học 1 tuần về cũng mở tiệm. Thật giá lẫn lộn, trắng đen lẫn lộn, cho nên mình phải tìm tới những cái cơ sở lớn, những cái thương hiệu lớn. Thứ nhất, cơ sở lớn, thương hiệu lớn lâu năm thì uy tín, thương hiệu người ta lâu đời, uy tín người ta tốt. Thứ hai nữa là cái gì ạ? Người ta phải làm để còn giữ chữ tín. Và thứ ba nó gì? Những dòng sản phẩm của người ta thì được Bộ Y tế kiểm nghiệm cấp phép. Nói chung là mọi thứ nó chuẩn chỉ thì mình làm nó sẽ an toàn hơn. Người ta bảo là gì sao ạ? Núm người có tóc, không núm người trọc đầu, đúng không? Mình làm ở ngoài những cái hư cái biết kêu ai, người ta đâu có thương hiệu tên tuổi đâu biết kêu ai. Chứ nhân viên của nhà Mai Sa mà làm cho khách hàng một cặp chân mày không đẹp, một cái làn da không đẹp, xài cái sản phẩm mà không có hiệu quả. Khách hàng cứ tới chi nhánh dần nhất, Mai Sa có 14 chi nhánh là những cái tòa nhà to đùng trải dài từ Bắc vào Nam mà cứ mang sản phẩm, mang các thứ tới đây đến nó bắt đền, đúng không? Có sao đâu. Đó, Mai Sa nói được, Mai Sa chịu trách trên cái lời nói, trên cái trách nhiệm từng lời nói của khách hàng của Mai Sa. Nếu không tự tin về sản phẩm, không tự tin về dịch vụ, không tự tin về công nghệ thì làm sao có thể dám live stream trực tiếp để mà tư vấn rồi cho khách hàng được, đúng không ạ? Đó, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm nha. Và khi quý khách hàng tới thì đầu tiên sẽ được tư vấn, sau đó là khi lên thì
chuyên viên sẽ thiết kế cho tất cả các quý khách hàng luôn ạ. Thiết kế để dựa vào đầu lông chân mày này và khung xương chân mày của tất cả các chị yêu luôn. Khi mà chúng ta thiết kế xong, nhìn vào gương tất cả các quý khách hàng ưng ý rồi thì lúc đó bên em mới tiến hành phun. Và đối với chân mày thì bên em sẽ phối màu nâu đen nha các chị. Nếu như mà cái phần đầu lông chân mày của các chị yêu màu đen thì bên em sẽ chỉ phối màu nâu đen thôi để nó ăn rơ vào đầu sợi lông. Còn nếu như mà cái sợi lông của mình là màu nhạt thưa lông thì bên em sẽ có thể là phối màu nâu tây để làm sao nó phù hợp nhất với gương mặt này, độ tuổi của tất cả các chị yêu luôn ạ. Và đối với công nghệ phun mày mới nhất của nhà Mylisa, đó là công nghệ phun mày chạm hạt xương bay nha các chị. Chạm hạt xương bay mình chỉ chạm nhẹ từng cái hạt vào từng cái phần nào đang điểm nào đang còn thiếu, mình sẽ làm nhạt về phần đầu và đậm dần về phần thân và phần đuôi. Và đặc điểm đối với phun rồi, mày chạm hạt tại nhà Mylisa, tức là nếu nói chân tình á, ví dụ như cái chị khách hàng đang làm đây này, là chị nói là chị trong Quảng Bình ra, thì thực tế là từ trong Quảng Bình ra đây là 300 cây số thì phải có tới là hàng ngàn cái tiệm phun xăm, đúng không? Nhưng mà chị vẫn chọn Mylisa. Chị chọn ở đây không phải là vì giá cả đâu, giá cả nó chỉ là một phần thôi, mà chị chọn ở đây đó là vì uy tín, đó là vì chất lượng. À, cho nên là mong tất cả khách hàng hãy có những lựa chọn đúng đắn cho mình khi đi làm cái dịch vụ thẩm mỹ phun mày, phun môi và làm da nhá. À, thôi giờ trưa quá rồi, cũng bắt cóc các chị cũng là hơi lâu rồi. À, xin cảm ơn tất cả các chị đã xem cái live stream của nhà Mylisa nhá. Chúc cho các chị một buổi trưa thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân của mình nhá. Chào và tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng nhá.